Ví dụ như là các bạn có đưa tay lên chạm mặt crush như thế này thì cái mùi hương của cái nước hoa đấy nó sẽ sọc thẳng vào trong mũi crush. Hello, xin chào mọi người, trở đây và welcome mọi người đã quay trở lại với channel của Trẻ. Video ngày hôm nay thì mình sẽ xin dành tặng những bạn có body chưa thơm trong những cái ngày hè nóng nực như thế này. Mình đã từng làm một series về việc hôi nách rồi này. Mình đã làm một series về việc làm thế nào để tóc các bạn luôn tỏa hương. Nhưng mà về body thì chưa hề có một cái video nào thiếu sót thực sự luôn đấy. Và mình hy vọng là sau cái video này thì các bạn luôn luôn là thơm tho và tự tin với cái cơ thể của mình nhá. Cái việc đơn giản đầu tiên mà các bạn có thể làm để giữ cơ thể mình luôn luôn thơm mát, đấy chính là giữ vệ sinh thật là sạch sẽ. Nghe hiển nhiên nhỉ? Ngày nào mà chẳng phải tắm đúng không? Ai mà chẳng tắm. Nhưng mà không các bạn ạ, để mình kể cho các bạn nghe là có những người bạn của mình luôn nha. Đi làm về mồ hôi một cái nhễ nhại nhưng mà nhảy vào điều hòa một cái nhá, ngồi một lúc thì bao nhiêu mồ hôi nó ráo hết. Thế là cảm thấy cơ thể lại sạch sẽ trở lại. Xong rồi sờ vào thì còn cảm giác sạch hơn bình thường nữa cơ, bởi vì ngồi điều hòa mà. Các bạn biết cái cảm giác se hanh hanh không? Và khi mà cơ thể của mình nó cảm giác nó sạch sẽ như thế thì lúc đấy chỉ có lên giường đi ngủ thôi, lúc đi làm về mệt rồi đúng không? Nhưng mà đừng nha các bạn, hãy cố gắng là tắm ít nhất một lần một ngày. Còn riêng với mình ấy thì mình kiểu bị mắc tính kiểu hơi thái quá một tí, là một ngày ít thì mình cũng phải tắm một lần, nhiều thì sẽ là tầm 3 lần, sáng trưa chiều tối. Còn hôm nào bình thường thì sẽ sáng tắm một lần và tối tắm một lần thì mới đủ với mình. Mình biết là như thế thì nó cũng hơi quá một tẹo, nhưng mà mình không thể chịu được cái cảm giác nhớp nháp ở trên cơ thể của mình, kiểu ở dưới cánh tay này cảm giác gập mà nó cứ nhớp nháp ghê lắm. Tiếp theo là các bạn rất hay quên tẩy tế bào chết. Mình là một đứa kiểu bị nghiện tẩy da chết ấy, không thể nào mà ngừng tẩy da chết được. Thế nên là các bạn hãy set up một trong một tuần thì có thể là thứ 2 các bạn tẩy tế bào chết này, và đến thứ 6 các bạn tẩy tế bào chết một lần nữa. Đấy thì cơ thể của các bạn nó sẽ luôn luôn sạch sẽ, không có nhiều tế bào chết, bởi vì nó tích tụ nhiều quá ấy, thì nó cũng gây ra mùi nhất ở dưới nách này. Mà các bạn ở dưới nách mà các bạn không có tẩy da chết ấy, thì nách của các bạn nó rất là hôi. Dạo gần đây thì mình đang dùng cái tẩy tế bào chết này của True Sky này. Cái em True Sky này mình cũng đã từng review ở cái video trước rồi, và những bạn nào mà muốn xem review chi tiết hơn về em nó thì mọi người có thể bách qua cái video đấy của mình để xem. Ngoài cái việc tẩy tế bào chết thì em này còn rất là thơm ấy. Trời ơi, mỗi lần ngửi cái mùi này là mình kiểu đê mê luôn mọi người. Kiểu mùi thơm mùi hoa quả. Có cái tẩy tế bào chết của Cocoon thì nó sẽ là mùi cà phê, thì nó sẽ có thiên hướng là nam tính hơn. Còn cái mùi này thì nó rất là thiên hướng nữ và nó rất là thơm. Nếu các bạn không tin thì các bạn có thể mua thử một em này về dùng, bởi vì nó cũng khá là rẻ. Không nhớ chính xác nhưng mà chỉ nhớ là rẻ thôi. Tắm xem nó có thơm không, và nếu mà không thơm thì các bạn có thể quay lại đây và chửi mình. Mình sẽ nghe hết. Nhưng mà chắc chắn là sẽ không có chuyện đấy xảy ra đâu, bởi vì nó rất là thơm luôn ý. Chỉ có là cái thơm của mình nó có hợp gu với các bạn không thôi. Tẩy tế bào chết thì các bạn sẽ chỉ sử dụng tầm 2-3 lần một tuần thôi. Còn tắm hàng ngày thì tất nhiên là các bạn sẽ phải lựa chọn sữa tắm rồi đúng không? Không biết là các bạn đang sử dụng loại sữa tắm gì, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đặc biệt giới thiệu cho các bạn hai cái loại sữa tắm mà mình đã tuyển chọn rất là kỹ càng và phù hợp với cái tiêu chí của mình ngày hôm nay. Tiêu chí của mình thứ nhất là nó phải thơm, cái thứ hai là nó phải thân thiện với túi tiền của người dùng. Chứ còn nếu mà lựa chọn sữa tắm thì nó bạt ngàn lắm. Và hai con mã chiến ngày hôm nay có tên là Senka. Hai em này có tên là Senka Perfect Bubble. Và nghe đến bubble thì bạn cũng biết đấy chính là bong bóng. Có nghĩa là hai em này là hai em sữa tắm tạo bọt. Và Senka thì là một hãng của Nhật Bản. So cái bọt của hai em này với những loại sữa tắm khác ấy, thì mình thấy là cái bọt của hai em này nó dày hơn rất là nhiều. Thế nên là khi mà mình thoa ở trên da ấy, thì nó sẽ làm cho da của mình nó rất là sạch. Thế nhưng mà nó không bị ma sát quá là nhiều gây tổn thương da của mình. Và lý do mà mình tuyển hai em này vào trong cái hàng ngũ tạo hương của mình, bởi vì hai em này đều sử dụng cái công nghệ mà chuyển hóa mùi. Nghĩa là từ cái mùi mồ hôi này, mùi cơ thể của các bạn, nó sẽ biến thành một cái mùi gọi là mùi hương hoa. Vì có cái công nghệ này thì nên là nó ngăn mùi cơ thể của mình khá là tốt. Và hầu như là sau khi tắm xong thì cái hương này nó đọng ở trên da của mình cũng rất là lâu. Cho nên là mình đặc biệt ưu ái đưa vào hàng gọi là hậu cung của mình. Và cái dòng bubble này thì nó sẽ có hai màu, màu trắng và màu xanh. Mình thấy là cái mùi màu trắng này mình thích hơn cái mùi màu xanh, bởi vì đúng gu của mình. Cái mùi này nó là mùi hòa trộn giữa hoa hồng với lại hoa đinh hương. Những nàng nào mà thích mùi dịu ngọt này và nữ thiên hướng nữ thì mọi người nên chọn dòng màu trắng này. Thơm thế. Thơm lắm.
Còn cái em màu xanh này mình sẽ gọi nó là một cái mùi hương nó rất là tươi mát và sảng khoái, bởi vì nó là sự hòa trộn giữa hoa nhài với lại hoa linh lan nha mọi người. Nhưng mà mình đặc biệt thích cái màu trắng này hơn. Trong hai em này thì nó sẽ chứa là chất xúc tô tắm trắng này với lại hyaluronic acid. Thì sau khi tắm xong thì các bạn sẽ có thể là cảm thấy da của mình nó mềm mại và mịn màng. Mình có đọc thành phần ở trong này thì nó cũng rất là thân thiện với những bạn nào mà bị mụn lưng, bởi vì em này có chứa hoàng bá, chất xúc hoàng bá thì nó sẽ ngăn ngừa những cái mụn lưng của mọi người nha. Và bởi vì nó là kết cấu dạng bọt như thế nên mình chỉ cần xả qua thôi là mình đã thấy là cái cơ thể của mình nó rất là sạch rồi. Nó không bị quá là nhiều ẩm như một số cái loại khác. Có một số loại thì mình cảm thấy là nó đúng là nó mềm da thật ấy, nhưng mà sờ vào nó cứ rớt rớt. Còn em này thì không cho mình cái cảm giác khó chịu đấy. Mà giá cả của hai em này thì thực sự rất là phù hợp với cái hệ sinh thái túi tiền của mình ấy. 500 ml mình thấy các bạn mình dùng mãi không hết. Ngày nào mình tắm mình cũng phải phò ra rất là nhiều để mình kiểu cho nó như mình vừa nói, cho nó sướng, cho nó đã cái cơ thể đang đầy mồ hôi của mình ấy, mà thấy vẫn chưa thấy hết mọi người ạ. Ok, vậy là xong phần vệ sinh cơ thể cho nó sạch sẽ. Cái phần thứ hai là cái phần mà các bạn phải khử cái mùi đi. Mình hiện tại đang dùng cái xịt nách của Đô. Mình thấy là cái mùi này là cái mùi powder, giống như kiểu mùi phấn em bé đó mọi người. Nó rất là dễ chịu. Cái này sẽ chỉ định với những bạn mà không mắc bệnh hôi nách nha mọi người. Nếu mà một người mà bị hôi nách mà mọi người xịt cái này vào ấy thì nó rất là khủng khiếp nha. Nó là một cái mùi hương mà một cái mùi giống như các bạn trộn mắm tôm xong rồi các bạn xịt nước hoa vào ấy, không thể chịu đựng nổi đúng không? Thế nên là cái này chỉ dành cho những bạn có mùi cơ thể nhưng không phải là hôi nách. Còn hôi nách thì sao? Có gì để trừng trị các bạn hôi nách không? Thì tất nhiên là có. Trước mình có cả một cái bài diễn văn về việc làm thế nào để trị mùi hôi nách đó. Thì mọi người có thể là sử dụng cái Perspirate này. Cái loại mình dùng là cái loại mà khử mùi thôi. Tuy nhiên thì Perspirate nó có một cái loại nặng đô hơn, là cái loại màu xanh nước biển, là cái loại dành cho người cực kỳ hôi nách. Khử mùi xong hết rồi các bạn nên làm gì? Thì các bạn nên tạo hương cho cơ thể của mình, tạo ra một cái mùi gì ấy mà nó riêng biệt, là cái dấu ấn của bạn khác so với những người khác. Đối với lại việc tạo hương thì các bạn có thể sử dụng body mist. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái loại là Stay Woody Over Floral. Cái này là của The Body Holic. Đấy, thì cái này mình thấy là nó rất là thơm. Đây là cái loại, đây là cái mùi Over Floral. Mình thấy là trong cái bộ sưu tập của nhà Body Holic thì cái mùi này là cái mùi nó dễ ngửi nhất rồi. Nó là cái mùi kiểu mùi hoa nhài, rất là thơm mọi người ạ. Cái mùi này nó rất là thân thiện với những chú ong chú bướm ấy, thơm lắm. Tiếp theo là việc các bạn sử dụng nước hoa. Mình thấy là nếu các bạn đang còn là sinh viên thì các bạn nên lựa chọn những cái loại nước hoa mà nó vừa tiền. Có thể lựa chọn những cái loại nước hoa khô như thế này. Mình thấy là nước hoa khô rất là thơm nhưng mà ít có bạn nào review, nên là hôm nay mình sẽ review cho mọi người luôn. Đây là hai loại nước hoa khô của hai hãng khác nhau. Thì một cái là mình mua của Mộc An và một cái là mình mua của nhà có cây hoa lá Kobo. Đấy, thì tại sao mình lại review cái này cho mọi người? Bởi vì cái thứ nhất là nó rất là rẻ. Cái thứ hai đó là nó rất là tiện mang đi. Những cái loại nước hoa to hay là body mist như thế này thì rất là khó để các bạn có thể là cho vào túi sách đúng không? Thì cái lọ đầu tiên là cái lọ mình thích hơn. Đấy chính là của Mộc An. Nó là một cái mùi kiểu, đây là mùi hương hoa sen mọi người ạ. Nên là mỗi lần mà mình bôi á, mình chỉ cần dí em này vào chỗ cổ tay như thế này thôi. Và mình sẽ trà lên chân cổ như vậy. Đấy, để tạo hương những cái điểm mà, cái điểm nào mà mình hoạt động nhiều ấy, thì mình sẽ bôi vào đấy. Cổ thì mình cũng hoạt động nhiều này, cái cổ tay mình cũng thể hoạt động nhiều này. Tại sao lại là cổ tay? Ví dụ như là các bạn có đưa tay lên chạm mặt crush như thế này thì cái mùi hương của cái nước hoa đấy nó sẽ sọc thẳng vào trong mũi crush. Thì lần sau người ta cứ ngửi đến mùi đấy là người ta lại nhớ đến bạn. Đó là cũng là một trong những cái kỹ năng để các bạn có thể chinh phục cái crush đấy. Ok, thì cái nước hoa Kobo này cũng thơm. Cái mùi này thì mình khó tả hơn. Nó kiểu mùi hương nhài đó mọi người. Đấy. Nhưng mà cái nhược điểm của nước hoa khô đấy là nó không giữ được mùi lâu như nước hoa khác, cái nước hoa dạng xịt đó. Còn nếu mà mọi người vẫn thích dùng những cái hàng nước hoa hãng thì mình cũng có thể recommend cho các bạn cái cách mà mình có thể dùng được rất nhiều loại nước hoa hãng khác nhau. Đấy chính là mình mua nước hoa size mini. Cái lọ nước hoa mà mình đang cầm ở trên tay là của hãng Versace. Và cái mùi này là cái mùi Dylan Blue. Trời, cái mùi này nó thơm lắm mọi người. Nó tạo một cái mùi hương mà nó vừa thanh lịch, nó vừa nữ tính, mà nó lại vừa mang một cái gì đấy nó rất là mạnh mẽ. Và nó bé lắm, mình cũng không nhớ là mình mua bao nhiêu tiền, nhưng mà khá là rẻ.
Còn nếu mà các bạn mua full size thì vẫn lên đến tiền triệu. Đó là những cái tip rất là nhỏ để mình gợi ý cho các bạn cách mà các bạn có thể là vẫn thơm ngon kể cả khi trời có oi nóng đến mức 40 độ. Mình hy vọng là cái video này có ích cho các bạn. Và nếu mà các bạn thấy video có ích thì cũng đừng quên like, share và subscribe channel của mình nhé. Bởi vì mình sẽ quay trở lại với những cái video hữu ích hơn dành cho mọi người. Còn bây giờ thì bye bye.